Dạ em Dương xin chào anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em nha. Thì hôm nay em mang đến anh chị một mẫu xe quốc dân rồi, 8 chỗ rộng rãi Innova. Đây là bản số sàn 2021, xe đi được 33.000 cây, còn bảo hành tới 2024. Và mức giá hôm nay chỉ từ 625 triệu là hữu được một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi mà đi ít nè, đời cao, bảo hành còn, đi thoải mái luôn. Giá rất là tốt rồi nha anh chị. Còn hiện tại thì bên em vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa. Mua nhanh gọn, tận nơi, không kỳ kèo, không chơi xe để ép giá. Và đặc biệt nếu mà xe anh chị đang có vay ngân hàng thì em sẽ cùng anh chị ra ngân hàng nè để tất toán rồi lấy cặp phạt về ha, rất là nhanh chóng luôn. Rồi sau đó em cũng hỗ trợ xóa giấy chấp luôn, anh chị không phải lo vướng bận thủ tục rắc rối gì về sau. Và đặc biệt là nếu mà xe anh chị là xe đẹp nè, xe đi ít, đời thấp đời cao gì cũng được, chỉ cần xe đi ít, xe lướt, xe đẹp là em sẽ thu cao hơn thị trường ít nhất là từ 20 triệu nha anh chị. Hương thảo cực kỳ nhanh gọn luôn. Nên nếu mà anh chị có xe cần bán hoặc người thân bạn bè có, nhớ giới thiệu giúp em Dung nha. Mua nhanh gọn, tận nơi, không kỳ kèo chê xe ép giá gì đâu nha anh chị. Rồi, hôm nay mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết chiếc Innova 625 triệu xe 2021 này nha. Xin mời. Dạ rồi, đầu tiên mời anh chị đi một vòng quanh thân xe như thường lệ ha, để mình xem form dáng, độ bóng nước sơn còn như thế nào nha. Chất xe này thì đẹp khỏi phải bàn luôn anh chị ơi. 33.000 cây mới hết rô đai đối với những dòng Innova thôi. Một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi ha, lành tính và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mấy dòng này thì anh chị có đổ xăng rồi đi thôi, chứ không có phải mà sợ vấn đề mà hư hỏng vặt rồi xe nằm đường đồ này kia nha. Đó, phụ tùng thay thế rồi sửa chữa đồ này kia thì bây giờ đại lý Toyota hầu như ở đâu cũng có rồi. Nên là cái vấn đề bảo dưỡng đồ này kia, phụ tùng rồi rất là thoải mái cho mình nha anh chị. Xe mang màu đồng ánh kim, màu này thì cũng rất là dễ đi. Có thể nói là màu đẹp nhất trong các màu của Innova luôn nha anh chị. 2021 33.000 cây, hôm nay em bán chỉ có 625 triệu thôi. Giá này thì anh chị lên xem xe gặp Dung là có thương lượng có lọc, là em sẽ hỗ trợ mức giá tốt nhất để anh chị nhận xe nha. Gặp em Dung, nhớ là đến showroom nói là gặp Thảo Dung hoặc gọi trước cho em để em đón anh chị nha. Đó, form dáng thì quá đẹp rồi, nước sơn zin còn hầu như là quanh xe khá là nhiều nha. Đường dập nổi trên capo thì cũng nguyên vẹn nè anh chị, thấy không? Đó, liền lạc nè, nhô cao rất là đẹp. Thiết kế đèn thì đơn giản nha anh chị. Đó, form đèn thì cứ như vậy thôi. Halogen. Đó, mạ rơm ở đây sáng trưng à. Nè. Anh chị thấy màu đồng ánh kim không? Đẹp không anh chị? Phần ga lăng nè, mẫu mới thì anh chị thấy ga lăng tách đôi nè. Đó, thiết kế cũng vừa vặn ha, không quá nổi bật nhưng mà rất là bền dáng, đi không có sợ bị quê nha. Nè, cái cản nước sơn zin của cản anh chị nhìn nó còn nè. Đó, đó chỉ zin còn nè ha. Nước sơn zin còn khá là nhiều nha, 33.000 cây thôi. Khá là đẹp luôn. Đây, đèn còn trong veo à. Đó, cảm biến, camera cảm biến là đầy đủ rồi. Phụ kiện hầu như cũng đã tươm tất hết rồi nha anh chị. Đây, cái chỉ nước sơn zin à. Đó, anh chị thấy đẹp không? Rồi, 33.000 thì mâm vỏ tất nhiên là zin theo xe rồi. Đây, còn dây cui nè anh chị. Đó, phuộc rồi cũng còn mới tinh nè. Đó, mâm không một vết chày luôn, chưa có phay xước lại luôn nha anh chị. Nguyên bản luôn. Đối với xe 2021 thì anh chị đã có bộ mâm mới nè, phay xước hai màu ha, hiện đại hơn, trẻ trung hơn. Đây, vỏ là tuần thứ 11 2021. Đây, độ dày vỏ này em quay rất là kỹ cho anh chị xem ha, gầm phía trước đó, mới tinh nè. Nên là em cố gắng quay rất là kỹ, nên anh chị có lên xem xe anh chị nhớ nói là gặp Thảo Dung nha, để mình ủng hộ em Dung đó, cho em Dung có cơ hội phục vụ anh chị nha. Rồi xe này em lướt nhanh keo chỉ nha anh chị, keo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin rồi, còn bảo hành hãng nên là anh chị lên coi xe đồ này kia mình check thoải mái, nguyên bản hết. Táp bi màu nâu thì cũng đã được chủ trước trang bị rồi ha. Mấy dòng này thì công nghệ rồi nó không có gì nhiều đâu anh chị, được cái là nồi đồng cối đá rộng rãi bền bỉ ha. Đây, bọc trần 5D, đầu giải trí zin theo xe, kết nối Apple CarPlay Android Auto rồi. Dàn lạnh thì Vivo hai dàn một vùng nhưng mà hai dàn ha, rất là thoải mái luôn. Mình có hai chế độ lái nha, anh chị bật Eco chạy là khá là tiết kiệm luôn á. Đó, cần mạnh thì mở power lên, cân bằng điện tử rồi cũng đã đầy đủ hết rồi. Ghế thì vẫn là ghế nỉ nguyên bản nha anh chị. Đây, còn mới tinh, bên em tách ẩm khử mùi diệt khuẩn rồi nên là mọi chi tiết sạch sẽ, tinh tươm hết. Anh chị lấy về đi, không có tốn chi phí dọn rửa gì thêm đâu nha. Đây, anh chị nhìn cái khoang hành khách phía sau của mình nó rộng nè. Đó, hàng ghế sau là ba người lớn ngồi thoải mái luôn, ngồi đường xa mình ngồi cũng rất là thoải mái. Xe mình đi 8 người, tính luôn tài xế nha. Đây, dập nổi quanh xe thì khá là liền lạc nè anh chị. Đó, khá là đẹp luôn. Tách ẩm khử mùi diệt khuẩn rồi nên sạch sẽ lắm. Đi không có ngại chủ trước bị bệnh đường hô hấp hay là mùi xe cũ gì đâu nha. Đó, cửa gió thì khắp xe, điều chỉnh được cái lượng gió ở đây luôn. Khá là mát ha.
dàn lạnh của Toyota thì anh chị biết rồi, rất là nhanh, lạnh nhanh mà lạnh sâu lắm, đi thoải mái luôn. Ghế là phòng mới tinh, anh chị thấy cái khoảng để chân nhiều nè, đó mình ngồi rất là thoải mái luôn nha anh chị. Cổng sạc ở dưới này đó. Xe sạch sẽ tinh tươm hết rồi. Hàng ghế sau này thì anh chị thêm được 3 người lớn nữa, ngồi cũng khá là thoải mái luôn đó. Xe đi 8 người rộng rãi, anh chị mà có đi taxi rồi á, trải nghiệm sẽ thấy lên full xe luôn, ngồi thoải mái lắm. Keo chỉ động cơ hộp số thì nguyên zin, bên em có cấp chứng nhận rồi. Mâm vỏ phía sau, mâm không thấy một vết trầy luôn. Vỏ thì tất nhiên là zin theo xe hết nha. Nè, phanh nè, độ dày nè, mới nguyên à. Nè, cái chỉ của nước, của cái nước sơn cản sau vẫn còn luôn nè anh chị. Đó, cản zin chưa sơn luôn nè. Xe này nước sơn zin còn khá là nhiều nha. Đó, giặt nổ bên xe thì cũng liền lạc hết rồi. Thiết kế đèn thì tới bây giờ nó vẫn là cái đèn này nha anh chị. Đơn giản nhưng mà Dũng thấy khá là hiệu quả, dễ dùng, không có bị quê. Một cái camera với lại 4 cái cảm biến lùi là đủ cho mình sử dụng rồi. Lái xe dễ dàng lắm. Ở đây anh chị thấy không có một vết trầy luôn, mới tinh nè. Đây em quay rất là kỹ cho anh chị xem. Anh chị nhìn cái ống bô dọc đây nè anh chị, không cần phải đắn đo suy nghĩ luôn á. Đó, rất là đẹp ha. Gầm bệ nè, Innova nè, 33.000 nè. Chất phải đẹp như vậy nè anh chị. Màu đồng ánh kim đó, màu này đi gia đình là ngon lành luôn. Đây, dán phim solar của Mỹ luôn nè. Đó, mát mẻ, thoải mái ha. Lành tính, tiết kiệm cực kỳ. Đây, cốp cũng khá là rộng nè anh chị. Keo chỉ cốp là nguyên zin rồi nên là em lướt nhanh nha. 2021 còn bảo hành hãng mà, đâu có ngại gì đâu. Đó, mua xe bên em Dung là chỉ có yên tâm thôi. Cam kết đồ đầy đủ hết trơn rồi, không đâm đụng, không ngập nước. Đây, anh chị nhìn nè, khi mà gặp hai cái ghế sau lên là mình có một cái cốp siêu rộng luôn, để đồ thoải mái. Còn hạ cốp này xuống, hạ hai ghế này xuống, anh chị ngồi 3 người thoải mái nha. Và mình vẫn có một cái khoảng cốp phía sau nè, để đồ cho cả nhà cũng thoải mái lắm nha anh chị. Đó, cửa gió phía sau nè, vivo chưa. Đó, cả xe đi 8 người đi thoải mái luôn. Keo chỉ cốp này kia là nguyên zin hết nha. Đó, rất là đẹp. Đây, mâm vỏ phía bên này mới tinh nè anh chị thấy không. Đó, em Dung quay rất là kỹ nên anh chị mà có mua xe nè, anh chị nhớ ưu tiên cho em nha. Gọi cho Dung hoặc là đến showroom nó là gặp Thảo Dung để em đón và em hỗ trợ cho anh chị nha. Chỉ nè, keo nè, dấu son của cái ghế nè anh chị thấy không. Đó, mới tinh nè. Đây nữa nè anh chị. Đó, em quay rất là kỹ để anh chị xem nên là có mua xe nhớ ưu tiên cho em nha. Gọi cho Dung trước hoặc đến showroom nó là gặp Thảo Dung nha anh chị. Đó, anh chị thấy mấy ngốc không? Không có một dấu tháo rã nào, tất cả là nguyên zin nha. Còn bảo hành hãng, keo chỉ là nguyên rồi. Xe này thì kính chỉ có auto ở cửa tài thôi. Ghế thì cũng chỉnh cơ chứ không có chỉnh điện đâu nha. Xe Việt Nam, ốc rồi nó còn sáng trưng vầy nè. Anh chị lên coi là chỉ có ưng thôi chứ. Đúng y chang như trong video em quay nha anh chị. Có sao là em quay như vậy. Nè, dấu son nè. Từng cái ngóc ngách nhỏ, từng con ốc là em đã quay rất là kỹ để anh chị xem. Nên có mua xe nhớ ưu tiên cho em nha. Đây, bàn đạp côn mà, chân ga, chân phanh rồi nè. Đó, anh chị thấy cái vân nó còn rõ không? Đó, xe đúng km ha. Chuẩn hết luôn. Nè, dấu son ghế nè. Đó, chưa tháo rã rồi gì hết nha. Có chủ bật cái lót cái miếng sàn 5D cho mình rồi thôi. Đây, vân nè. Đó, vô lăng rồi còn mới tinh nè. 33.000 cây nha anh chị. Đó, đầu giải trí này là zin theo xe, anh chị kết nối được với điện thoại, nghe nhạc luôn. Apple CarPlay Android Auto đầy đủ ha. Dàn lạnh là tuyệt vời của Toyota, rất là tuyệt vời. Mát lạnh luôn, mát rượi mà lạnh rất là nhanh. Nè, cái cần số anh chị nhìn nè. Anh chị thấy mấy cái vân nó còn rõ nét nè. 33.000 nó phải vậy nha anh chị. Rồi, đây, rộng rãi cực kỳ, sạch sẽ, tinh tươm hết trơn rồi. Để em mở cái khoang cabo cho anh chị xem. Động cơ này là anh chị nhìn là ưng liền. Nguyên bản nè anh chị. Đó, keo chỉ động cơ hộp số là phải nguyên zin nha. Ốc chưa ra, anh chị thấy ốc sáng trưng không? Đó, bên em làm xe là chỉ có xe đẹp như vậy thôi. Nên là anh chị có xe đẹp mà cần bán á, anh chị muốn bán được giá nhất là anh chị gọi cho em. Là cam kết giá anh chị bán được giá tốt nhất thị trường luôn. Mà lại mua nhanh gọn nữa. Đó, bên em xuống là lấy thôi. Chứ không có kỳ kèo mà chê xe đồ này kia để ép giá đâu nha anh chị. Rất là nhanh gọn. Dấu son nè, đó, ốc rồi nè, đó, em đưa rất là kỹ để anh chị xem, đó,
nên là có ở xa anh chị mua xe là tin tưởng chỗ em Dung là uy tín liền. Đây, đó, động cơ 2.0 lành tính, tiết kiệm cực kỳ luôn. Đó. Dấu son là còn đầy đủ hết nha anh chị. Em cấp giấy chứng nhận chất lượng chứ không phải nói suông nha. Dạ rồi, Innova E số sàn xe 2021 33.000 cây. Còn bảo hành tới 2024, em bán chỉ có 625 triệu thôi. Giá này anh chị lên xem xe, ưu tiên gọi cho em Dung hoặc đến showroom anh chị nói là gặp Thảo Dung để em hỗ trợ anh chị được mức giá tốt nhất nha. Xe cậu thì chỉ cần anh chị ưng ý thôi, em sẽ cố gắng là làm sao cho anh chị mua được xe đẹp nè với một mức giá tốt nhất có thể nha. Cứ gọi cho Dung hoặc là đến showroom, nhớ là nói là gặp Thảo Dung nha anh chị, để em có cơ hội đón và hỗ trợ anh chị được mức giá tốt nhất. Xe cộ thì bên em đang còn một vài xe, giá cả cũng đang rất là linh động luôn, nên là anh chị có quan tâm mua bán nhớ ưu tiên cho em Dung là được, giá cả luôn tốt. Em cũng đang rất là cần mua thêm nhiều xe nè, thu mua tận nơi nha anh chị. Hôm nay là bên em đang có người đi xuống dưới tận Bạc Liêu để lấy xe luôn, đi hồi khuya. Đáng lẽ em có đi chung nữa nhưng mà do hôm nay có kẹt khách nên là không có xuống được. Thì nên là anh chị có xe cần bán, xe đẹp là em sẽ mua rất là cao, đặt cọc online xuống đúng hiện trạng là em lấy thôi. Đó, hỗ trợ tận tình mọi thủ tục giấy tờ luôn, không có chê xe để ép giá. Xe đẹp là em sẽ thu cao hơn thị trường ít nhất là 20 triệu nha. Nên là mong anh chị có xe cần bán hoặc người thân bạn bè có, giới thiệu giúp em Dung nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.